Ok, lên em. Hôm nay lại tiếp tục một phần của con game mới. Lý do là một phần tại vì con game này nó mới chỉ ra mắt phiên bản demo thôi. Phiên bản chính thức thì chưa biết khi nào. Đây, tên phép game này. Game này là thuộc dòng Soulslike hack and slash với độ khó cao kèm theo cái yếu tố kinh dị nữa. Hầu hết mấy thể này khi lên loại này á thì tôi ít chơi lắm. Nên thành ra vô game là xác định ăn hành cái chắc rồi. Nên coi thử chơi lên game coi sao. In the stricken land of Aya, a terrible darkness stirs. The second advent of the great corruptors has begun. The five factions have fallen, and a new order of dreadful acolytes reign. A perilous path lies before you, Shriver. One of desolation, of suffering. Tính ra nó khá là máu me nữa nha. Animation thì theo cái trailer thấy vẫn chưa mực lắm. Đồ họa cũng chỉ ở mức tương đối khá thôi. Nhân vật này nhìn giống giống mà Given bên lậu lậu. Toàn là giới thiệu sơ lược qua mấy con boss đó. Mô bết những chúa tể của lãnh chúa của cái vùng Aegea hả? Đây, trailer này thì có vẻ chỉnh chu hơn cái nãy tí nè. Nó đánh nhiều hơn nhiều gameplay. Đó, như thế này thấy nó mượt hơn hồi nãy khá là nhiều. Giới thiệu thêm một số cái vùng đất bối cảnh nè. Có kết hợp giữa vũ khí chém và cả súng ống luôn nha, tức là tầm gần tầm xa đó. Nó chơi lời này thì nó ngắn gọn xúc tích hơn rất là nhiều, chỉ có khoảng là 30 giây thôi, còn lại 10 giây là ra đích, nhưng mà nó phản ánh được nhiều cái hơn. Rồi dù em bản demo tôi chơi thì chắc dev là cũng dựng lâu lắm đó, tại cái phát update gần nhất đó, là cách đây cũng hơn một năm rồi. Nhưng mà dev vẫn rất là thường xuyên cập nhật mấy cái tin tức làm việc này nha. Đây là cái nhật ký dev code thứ ba là thiết kế môi trường nè, thì cũng mới đăng vào ngày hôm qua thôi, là ngày 2 ngày 1 á. Đó, đây là cái môi trường của vùng đất băng giá nè. Đây cái vùng Igelia, cảm giác như một tòa lâu đài trung cổ vậy. Một nửa của khu phế tích rất là nhiều cái vùng đất nè. Nói chung đồ họa mà render được trên hình như thế này rất là đẹp á. Còn vô game thì bắt buộc nhà sản xuất họ phải giảm cái đồ họa xuống, nhất là mấy cái dòng game Soulslike như thế này nữa, góp FPS là rất là khó chơi luôn, thành ra là phải cắt giảm cái đồ họa đó. Render như thế này nhìn rất là đẹp nè. Game này thì vẫn chưa có thông tin về ngày ra mắt chính thức nào khi nào cả. Cái bản demo tôi chơi á, thì nhà phát hành họ gửi trực tiếp luôn nên anh em chưa có tìm được trên đây đâu. Tôi nghĩ là thời điểm mà sẽ tháng 2 hoặc là tháng 6 năm sau á, lúc đó mà có mà Steam Next Fest nó diễn ra thì họ sẽ công bố cái bản demo lên chính thức cho chúng ta cùng chơi thôi. Để tôi coi thử cái con này nó có liên quan gì. Bắt ai đây tích đạp. Đây là cái bản demo. Đây, so với cái bản chính thức thì bản demo đã được cập nhật vào 3 ngày trước, là khoảng khoảng cái thời gian mà tôi nhận được cái key game á, thì cũng vô coi thử coi sao. Bản chính thức thì chắc khi nào họ hoàn chỉnh rồi mới làm thôi. Xin người like hỗ trợ vui gần John luôn nè. Hiện tại mấy ngày trước á, Steam họ cũng công bố cái tính năng mới, đó là hỗ trợ luôn cái tay cầm của Sony vô. Cái tay cầm dạng của Sony là tam giác vuông ít tròn á, lúc trước thì chỉ hỗ trợ Xbox thôi, sau này đây nè, bây giờ họ đã hiện ra cái Xbox riêng, thì sau này sẽ có tay cầm của PlayStation riêng. Thì các dev thì chú trọng làm việc cái việc đó, anh em giờ có thể thoải mái chơi game bằng tay cầm hơn rồi, không kén thể loại nữa. Thì mấy con game về sau thì dev sẽ tập trung vô cái đó thôi. Rồi còn giờ vô game đó.
Đâu ta? Mega làm cái logo giống cái 18 cộng đó ha. Tất bớt cho đỡ nặng đó. Game này chắc dùng UE 4 nên mà khi phui màn hình nó vẫn có cái lỗi nè. Chắc người phải để về dạng cửa sổ. Đó, để cửa sổ thì nó ổn định FPS thôi. Setting. Audio thì nhạc thì chưa nghe nên chưa biết nó có lớn không. Graphics. Máu me thì chắc là ít thôi. Graphics thì vẫn chưa có cài đặt gì nhiều luôn, chỉ mới có lao setting hay thôi. Cái này là tầm xa, cái này là ao chuột theo cái đòn đánh cận chiến tự động mà đánh xả cái item vào cái kho đồ của mình. Cái này camera chuột đảo ngược rung lắc camera thì chắc không bật đâu. FOV game làm khoảng 110 đến 70 giống game tôi thôi, tự động target cái mục tiêu sau khi là giết cần không ta, cứ trước hết là bật đi không cái đề nghị của hãng này. Rồi nút bắt giá đâu? À, chuột phải. Game bắt thì gương mặt không thích á, thích xài phím chuột à. Bản demo thì tối ưu cái thời lượng trong khoảng là 30 phút là ổn nhất. Bằng FPS một tí ha. Game rất là nặng nha. Cái thời điểm mà demo thì trước khi ra mắt á, thường sẽ tập trung vào tối ưu không nhiều. Đó. Cái phiên bản này vẫn đang trong cái giai đoạn hoàn thiện thôi. Đứng dị thường một cái cam file. Anh em thấy góp FPS không? Do bản demo người ta gửi sớm nên chắc tôi sẽ bật FPS để đây thường xuyên luôn á. Thử phá lại 60 FPS thôi ha. Cho nó chuẩn chỉ. Đó, tôi lock lại 60 nè. Là bây giờ nó cố định ở 60 đó. Thì thoảng thì chắc vẫn có góp một tí. Nhấn hết kép mà không có hiện menu hết ta. Phải tab ra ngoài nó mới hiện cái menu này. Tốt nhất mình nên pin vô nút hết kép hoặc là nút B trên bàn phím á. Thử giảm đồ họa game xuống coi nó đẹp không ha. Đây, dựng cái góc nhìn này đi. Cái góc này đi. Đồ họa cũng tương đối. Setting, vô game graphic, giảm xuống một tí. Xuống mức lâu luôn rồi. Lâu luôn thì anh em thấy rõ mấy cái gân cưa và mấy cái viền cảnh vật luôn nhìn nó rất là chênh lệch. Rồi giờ thử qua medium. Medium thì cũng đỡ hơn tí, đúng là có khác biệt hơn. Rồi ok, để hai đi. Nếu máy yếu quá nó góp FPS thì tí nữa đổi lại. Trái để đấm cái animation đấm rồi đứng đây sáng sáng coi nữa. Cũng được, đấm nó sẽ tốn thể lực nữa nha. Vừa rồi nó mới góp một cái đó shit để chạy nè, không có nút nhảy, cần cho để ngồi, không có nút lăn luôn hết ta. C là có cái animation rút kiếm mà hiện tại tôi chưa có kiếm nè. Hoặc là đổi vũ khí gì đó, anh em thấy không? Do đây là cái bản demo nên mình sẽ để ý mấy cái lỗi lặt vặt. Máu me như phết ta. Cảm giác như bị lột da ra chứ. Không hiệu ứng leo trèo luôn á.
Cảnh vật thì làm cũng được phép. Có cực quang trên bầu trời luôn rồi. Có mây, có núi, có cái vùng đất ánh sáng của bản rồi. Một tòa lâu đài nữa. Bên đây dương quốc nắm. Cái này cái nón của người lùn. Đi trên tiết không để lại dấu chân này nha. Cái này cho nên ghiêu á, có một cái pudding làm hỗ trợ tận găng cái việc này luôn. Ây da. Xong quái đem ra vậy. Hết tiêu được rồi. Con quái nó chỉ bắn được một cái thôi, tôi chưa thấy nó chém luôn. Chạy nhanh là cũng tốn thể lực nữa nha. Chúng ta đến cái mà cái khu mà gọi là cái gì đó. Cái này dạng như cái điểm dịch chuyển vậy. Đây nè. Hiện tại mình chỉ có mới có một điểm thôi, là cái điểm mà đi đây này quá. Nên chưa có dịch đi đâu được. Nhưng mà cái sai chỗ này á là để tấm gương cái thùng đồ ngay đây nè, cái gương đồ ngay đây nè, dưới bức tượng. Người ta sẽ nghĩ là mở cái gương đó ra chứ không có ai nghĩ là sẽ quỳ xuống cúi lại cho nó. Cho nên là một lỗi thiết kế cơ bản á. Rồi nhấn quy để sử dụng. Nói chung mình nhặt mấy con đá này để hồi máu. Thực ra là mấy cái hướng dẫn như vậy nó ngắn gọn lắm nên không cần chia ra 2-3 vòng đâu. Trên này thì mình chưa vô được. Tính ra game là cũng chạy khá mượt mà đó. Con máy tôi cấu hình nó cũng không có cao đâu. Tôi chưa thấy được animation của mấy con quái nữa. Con này không có tay luôn hả? Nhấn nút G để kết liễu nó. Đó, dạng như cái đòn fatality đó. Khi nào nó đỏ lên mình nhấn nút G nó mới được đó. Cảm giác là đòn đánh nó múa nhiều hơn là có lực so với cái con game mà kia đó. Đây nè, cái nút G của mình nè. Cửa này không đập được á. Rồi thiết kế cái dốc này hơi khó nhìn. Khi mà cái chỉ số mà nộ của nó lên đầy ống này á thì mình không thể là tấn công bằng cái đòn đánh thường được. Chỉ có dùng cái phím G để phá cái thế thủ của nó thôi. Lâu lâu bị cái hiện tượng trôi chuột ra ngoài màn hình nữa nha. Cái hiện tượng cho chuột ra ngoài màn hình là lúc hiện lên mấy cái pop-up thông tin đó, và lúc tôi tắt nó đi thì nó chưa có hết. Cái chỗ này nè nó liên kết cái đường với bên đây, cái đường bên đó nó liên kết với bên đây gì chắc đập cái cục này đó. Điểm sáng của con game đó là khi gợi ý cho mình nhiều cái cách thức mà không cần phải dùng mấy cái văn bản mô tả nhiều. Hiện tượng trôi chuột ra ngoài màn hình là khi hiện lên cái pop up á, tôi nhấp vô đó thì nó đồng ý chuột.
Cái camera nó giật rồi kìa. Cái animation hồi máu rất là quen thuộc luôn. Phá hủy được cái vật phẩm luôn. Con game cũ của tôi là cũng bị dính vô cái trường hợp. Và khi hiện lên cái pop up để mình can thiệp trong anh guild gọi là cái quick get á. Hiện lên cái đó xong rồi bấm vô thì nó bị trôi chuột ra ngoài màn hình. Nên tốt nhất là làm thêm một lần lít nữa. Có cái gì đây, cái này trang bị nhanh rồi đó, nên có một dòng như thế này á, không nên chia ra làm ba trang đâu. Đó, nhiều chữ như thế này nên chia ra làm, nhưng mà tốt nhất vẫn là làm một hai trang thôi, nhưng 1 đến 3 để sử dụng nhanh. Nhấn Q để sử dụng cái item hiện tại. Nhấn Tab để mở kho đồ. Còn mấy kiến thức cơ bản thôi. Đây là 1 nè, 2 là 3 nè. Nhấn Q để xài cái con này giống đun dừa quá vậy. Tao ghét dùng gì không? Không có tao ghét mục tiêu hết. Lúc cái đòn fatality nó là camera nó giật hết đó nha. Chết rồi, bấm lộn cái DB chuột rồi. Không quen xài chuột giữa nó gì đó. Tắt để mở coi đồ. Ừ, về 2000. Nè, con đun dừa thiệt nè. Hồi một lượng lớn máu. Đó. Cái chữ này anh tốt nhất lên màu màu cái nổi lên. Nó bự bự được rồi, nhưng mà nó bự như trên đây. Cái dưới là mô tả cái vật phẩm này thôi. Còn cái quan trọng nhất của nó chính là con đuông dừa. Hiện tại mình chưa có vũ khí nào trên nha. Chưa có nhiệm vụ rồi luôn. Nè, nhấn C có animation rút kiếm nè, nhưng mà chưa có vũ khí. Trái phải. Đó, nhấn C để trang bị cái vũ khí nè, hồi nãy giờ tao bấm hoài luôn. Cái này dạng nắm đấm thép phải không? Đó. Lại một con đuông dừa nữa. Một đấy. Để cho nó giới thiệu con đuông dừa không đó, nó không giới thiệu cái này. Cái đá quý rồi nè. Cái này chắc mở cửa. Để lần sau cái gì mình đi lại nó gần hơn nữa. Đó. Để lần sau mình đi lại thì nó gần hơn thôi. Nên làm cái animation mở cửa nhưng mà cái hiệu ứng đầu nó bỏ báo vô. Ôi, nó cái sừng nó còn hơn cái cặp mà sừng trâu nữa. Cầm file đây, có không? Không. Chỉ là cái đốm để chừng ra thôi. Game không có nút nhảy gì sao mà lên đó. Không có nút nhảy nha. Tôi đoán là tí nữa nhớ cái vị trí này, đi lên trên mình sẽ nhảy xuống ngay đây. Thiết kế kiểu này nên là nó để thấp sủng ngang dài như thế này vậy. Cái tư duy bình thường của người chơi game á, người ta sẽ leo lên được. Giống như anh em để một cái khúc gỗ chặn đường một thằng có năng lực siêu khỏe vậy. Đó, thiết kế sai lầm của hai cái thùng, một cái phá được, một cái không. Đây là yếu tố lén lút. Phải giữ gần chôn nữa. Cái gì?
Nếm gờ méo được. Nó đánh mình đúng một hit luôn. Mở cái cửa là để đi nó nhanh hơn. Đi lại được khúc này nữa hết ta. Yugo à, tam kiếm phái cho Yugo à. Đồ đạc mình thì vẫn còn giữ nguyên hết. Hồi nãy bấm gờ đã đứng lên nó đạp luôn. Chắc là tôi chưa buông nút control ha. Ố rồi. Dạ. Trời, hồi một lượng lớn máu mà. Có đồ gian không anh hai? Chân cũng dài quá chứ. Thực ra là mới hướng dẫn cái lén lút lần đầu á, thì nên để thêm mà sử dụng 2-3 lần nữa. Chưa phôi. Nhấn vào đầu để ta. Ây da, tự nhiên quay lưng lại. Thử rồi, tôi thử thôi. Thực ra là hai cái vũ khí này tôi chưa thấy nó khác biệt gì nhiều cả. Có phần đám nữa hả? Tưởng không có phần đám chứ. Vì mình phải nhảy từ cái dốc bên kia xuống. Nè, hướng dẫn lén lút thì nên cho sử dụng 2-3 lần. Tại vì hướng dẫn là chỉ xài một lần xong lên trên gặp hai con quái nó quay mặt qua bên mình đó. Giờ hết máu rồi tính sao giờ. Đỡ rồi đó mà không được hết. Đi từ mé bên kia mới được. Vậy đâu phải đánh con này nữa. Đi từ hướng này đi xuống.
Cái gì đây? Cái nấm lửa. Cái này đép lên làm cái điều kiện để tắt đi. Mỗi cái đòn đấm của mình thì sẽ tăng theo cái hiệu ứng đó. Nói chung là thuốc kích thích á. Nén số 3. Cái liều này có gì không ta? Nè, cái này là đi tới cái khu vực này hiện lên cái đó. Đép thiết kế kiểu này là như cái khối va chạm vậy đó. Chứ không phải là cái điều kiện gì hết. Miễn mình đi vô khu vực này là hiện lên cái thông báo góc trên bên trái đó. Cái này tốt nhất là nên đổi thôi. Nè, như tôi quay lại là hiện lên liền mà. Ngay cái đầu bản đó. Đi tới đây thì qua cái bên đây nó va chạm cái mới thì nó mất. Ôi ôi coi kìa. À, có thể pha ghi lại. Ê! Thử nó giật mình tự nhiên vừa mới thấy mặt là nó bay ra nó dám. Tốt nhất mặc kệ tụi nó, đánh tụi nó chỉ tốn đồ thôi. Đồ lấy một lần rồi nó không hiện lại nha, nên mình xài là mất luôn á. Cái con này nãy giờ nó vẫn chưa xài được cái chiêu lén lút. Hay là phải phá mục tiêu nữa. Eo phải không? Eo để phá mục tiêu. Hồi nãy nó hiện lên cái màu cam là cái gì ta? Không có nhấn đòn ở dưới từ trái cùng lúc được. Ép nè. Ép xong nhấn từ trái cũng chả được. Đỡ không được luôn. Thôi xong tôi rồi. Sống được ta. Thế là cái chiêu đó phải đi đến đó nó mới xài được. Ép nè. Đánh cũng đánh thục nữa ông nội này xỉn à. Không trên 4 là sao? Mình có thể cảm đồ vô đây nữa nha. Đồng phép ai ghi nè. Giờ mới làm được. Điều kiện hơi khó tí. Tốt nhất cho nên làm 2-3 lần với mấy con trên này nữa. Rồi được rồi đó.
ta ghi ra được rồi. Phải nhắm chuột dễ hơn tí. Phải lock target nữa nè. Rồi, bây giờ mới chính thức bắt đầu cái chiến ăn hành của tôi nè. Phải đó, boss cũng không có đồ gì nữa, nó chỉ được cái bự thôi. Vậy mà tôi ăn hành nãy giờ đó, nãy giờ toàn mấy anh ngồi ở đây chi gì? Mưa gió thì vô nhà mà ngồi chú vô liều nè, liều thì dựng kế bên mà chui ra ngoài ngồi cho đóng băng chơi đó. Thanh niên này cái sừng nó còn nhiều hơn con nãy nè. Bày ngày rồi chúng ta gặp quái mới rồi. Ở trên đồ đó chạy con chết đó, thôi chạy luôn đi, bye bye. Đáng lẽ phải có cái đền thờ nào ở đây chứ. Anh kia dưới chơi nha, bye bye. Cái mèo gì ghê vậy gì? Phải thì hóa ra nó là cái bẫy thật. Cái ánh sáng chỗ này cũng lỗi nữa nè. Có chết phone vừa à. Tượng ơi, đây. Cái gì? Phán là sao? Tôi nhìn thấy ai vậy? Game chuyển vào một cái cảnh mới luôn rồi. Chắc hồi nãy là đi mua sợ sò voi cốt chuyện gì đó nên gắt ngang cái khúc đó luôn. Thành ra mới đẩy chúng ta đi đến đoạn chỗ này luôn. Không có xếp bức tượng này được nữa. Vô trong nhà thì nó hơi giật do nhiều cái test UGA hơn quá. Cảm giác FPS nó hơi góp một tí. Ai đây? Trời, cái dấu chấm than rồi. Mặc áo đỏ rồi, trong cái bối cảnh tối với màu đỏ nữa thì nên để cái chấm than màu vàng. Mình đã trở về, tên là Chiva. Có cái gì mới ở cái khu mà Game Hall đó không? Ừ, cũng làm dấu ba chấm đó. Cái tình trạng thối rữa thì nó đã lan rộng hơn với chúng ta rồi. Gahab thì cần phải trở về. Có 5 cái phe phái. Cái này giống cái đoạn trailer á. Có 5 cái phe phái ở chỗ cái vùng Aegea này. Trong đó Game Host chỉ là có một thôi. Demo thì tìm hiểu cốt truyện thì nó chả đi đến đâu cả. Mình cần phải ghé thăm cái vùng đó cái cho phép đánh bại là mấy cái thằng thực thể đó. Tập lên một Acolyte mới, một vị lãnh chúa của 5 vùng đất. Năm vị lãnh chúa của vùng đất này, nói chung là đi bem hết mấy nó thôi. Mình sẽ có một cái đồng minh đó trong cái cuộc hành trình của mình. Rồi, mình đi mình nói chuyện tìm kiếm thằng đồng minh đó, sau đó thì quay trở về. Vẫn chưa cho xài cái chỗ này.
Giờ đi lên đi xuống. Đi lên tìm hiểu chỗ này chút nữa đi. What? Cái đó là cái gì? Trở nên là vô hình. Vậy thôi đó hả? Hết rồi, được cái vài giây rồi. Chơi ngu lỡ xài luôn rồi. Con này làm cái hiệu ứng ánh sáng là chưa được tự tốt tốt cho lắm. Ánh sáng nó chưa có mà được cái chuẩn lên view. Gì đây? Chắc là quăng ra làm tôn cái gì đó, mấy quân địch trong phạm vi này thôi. Nè, anh em thấy cái đường trắng nó xuất hiện cái đó không? Chỗ này nè. Đó, khi quay qua quay lại xuất hiện cái đốm trắng. Hiện tượng của xé hình đó. Một cái lỗi rất thường gặp ở anh Gil Enia luôn. Ai đây? Greetings, young one. I sense your intention. My name is Yan, Jan. The Blessed One. And I see you are familiar with the blessings of Magrathius. Yet you are completely oblivious. I can help you unearth the true power. Listen. Đề. Cái khiêu phôi nãy giờ có biết xài cái này là sao đâu. À đây đó hả? Năm khiêu phôi mới cho mở. Hiện tại là mình chỉ có hai cái cầu nguyện thôi. Cái bên trái này thì nó tăng máu. Mười khiêu phôi mới tăng được cái bậc hai nè. Còn cái bên này nó tăng stamina, nó có cái viền xanh lá nè. Mình nâng cấp là nâng cấp cái số sao của cái khung này á, chứ không phải là của cái lá bài. Tức là mình nâng cái này lên 2 sao, thì mình tháo cái lá bài này ra, mình lắp cái lá stamina này vô đây, thì nó vẫn là cái 2 sao. Đó, mình lắp cái lá stamina vô nó thì vẫn là 2 sao. Cái này tăng lượng stamina, cái này hồi nhanh hơn. Thiết kế nó cũng chưa đồng bộ nữa. Nãy giờ tôi bấm bách ra từ mấy cái quyết kết đó là toàn là chuột phải thôi. Riêng cái này nó lại dùng nút escape. Cái này chắc chia mỗi người một việc rồi. Thiết kế cái đường này đi lên đây làm chi ta? Ủa đi nào vậy? Bạc tiêu rồi. Ở đây đây đây. Ma bư à.
Giáo sư hả? Ờ, à, đúng rồi. Bụng hơi bự tí thôi chứ vẫn là con người. You might be familiar with my world-renowned encyclopedia. I used to edit the book myself, but my knees aren't. I could really use your help in here. Have a copy of the. Ông này sẽ hướng dẫn cho mình thôi. Dạng như là cái trang bách khoa wiki toàn thư rồi. Mình mới từ cái vùng này trở về thì có năm cái vùng đất, năm nó lĩnh chúa, thì trong cái bản demo chưa gặp boss nào cả. Also, I want you to, since retiring, I've been using it mainly. I trust you. So then, let's get. I'll write it down in your quest log. Bắt đầu có quest log rồi đó. Nhấn T hả? Đi đập cái thằng gom ở gamer đó. Cái tím tím trên đùi mình là cái gì ta? What the? Bắn phát này hết hả? Ở đâu ra cái cây súng vậy? Bây giờ hết bắn được rồi. One shot luôn. Ngứa ngứa tay là bấm thử luôn à. Nè, mấy cái nét chuyền này anh em để ý thấy có cái vạch trắng nè. Đó. Cái gì mà cho lắm vậy nè. Trời ơi, bắn mỗi lần là nạp lại viên đạn. Hồi nãy ngứa tay bấm mất rồi. Đó, nạp lại đạn rồi đó. Bây giờ đi đâu nữa? Không chừng là đủ 3 lần lên đó nó mở cổng cho mình rồi đó. Nè nè nè, đủ 3 lần lên mở rồi. Chưa mở nữa. Có 2 kill point thôi. Này như bách pha vậy đó. Này là hồi phục phải không? Hồi nãy là mình chỗ nào ta? Chỗ dưới quá. Nhìn mấy con boss bự bự là thấy ghén à. Ủa không có tâm ngắm à? Tự nó âm cho mình luôn à. Ngụ đạn nó bắn viên, nó do là viên. Kì, ê, ê, ê.
Thôi không chơi đâu bạn. Bye bye. Trên đó còn con Sniper nữa kìa. Sao đông quá vậy? Kẹt đấy. Game này cứ dùng mà đèn uống máu luôn. Hóa ra cây súng là chỉ bắn được vô mấy cái vật thể đó thôi, chứ mình cũng chả làm được cái gì nữa. Đó, cái súng chỉ để bắn mấy cái đó thôi, chứ không có tác dụng lên địch hết. Chia để chị thôi chứ không thôi là đi từ từ thôi gì bay. Tầm nhìn của mấy con này nó đến đâu ta? Con trên nó tinh quá. Không có xuống đánh bắn nó được. Ừ, đứng đây bắn được không ta? Không luôn rồi, hết viên đạn rồi. Vậy là phải đi vòng đường trên đánh xuống thôi, chứ đi dưới là bị con đến nó bem liền. Cái gì? Giật cái mình. Có máu rồi kìa trời. Trên này nó tới hai con nữa. Rồi hai con á target cùng lúc luôn. Nó không đuổi luôn. Chơi gì chơi hội đồng vậy? Không được rồi, nó bắt buộc phải đánh trên này à. Đúng là phết. Target cái góc góc khó nhìn phết. Không có lóc mục tiêu nữa, phá mục tiêu vào là đứng yên luôn à, không có xây hay né gì được. Lại không được nữa thì nghỉ.
cứng đơ ra luôn, không thể làm gì khác. Nó tự phá mục tiêu của mày. Chơi hai xong chơi đã. Nó cứ tự lóc mục tiêu target không? Chết lần nữa nghỉ. Rồi rớt xuống cái nó đơ gần 2 giây nữa. Rồi chậm rồi. Đó, lúc đường lúc công. Cái gì? Ở đây thì ba thằng luôn là không có cửa chơi nổi. Đỡ đòn thấy cái quạt ảnh nó nhanh lắm mà sao không đỡ được. Game này không biết đỡ đòn là chết. Làm lại con này. Nó tự phá mục tiêu nhìn khó chịu chứ thôi. Rồi đổi đòn giống mất máu nha. Không được rồi, không đỡ được rồi. Chỉ có né thôi. Né thì chỉ né được 2 lần. Tại vì là 2 lần cái là hết stamina luôn. Rồi xong. Dạ. Tới đây mà vẫn dính hitbox đồn đấm.
hai con là vô phương rồi. Cái pha ti ti nó giật. Cái này là cái gì ta? Xuống thử yên quái rồi. Ờ, đây có đường đó nè. Đây đâu vậy? Tại sao lưng tôi vái? Chùi dưới tí. Nó to vậy pha ti 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 được không ta? Con kia chắc không thấy đâu. Con kia vẫn không thấy gì. Nấp. Áo cả luôn hả gì? Đồng đội nó chết mà nó không hay ho với anh coi. Rồi quay đầu ở đây bạn. Con này nó mù hết rồi. Này thì hỏi người mù. Không bển đi đường nào qua ta. Chinh chắn hai con nó dòm ở đây không được rồi. Cái gì nhánh vậy? Phải cái lần đó gì đó chết tôi rồi, bị kẹt đâu rồi. Hả, nhấn qua được. Rồi nó đồng vải nháy luôn á. Không đi vòng đường bên kia đánh con bên kia mới được. Nó quay mặt vô đó thì nó vẫn bị mù thôi.
Cháy 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 cháy. Ừ, đúng rồi đó, phải hỏi người mù như vậy cho game nó dễ chơi. Rồi hết máu hồi rồi, còn được rồi. Ủa cái quy vừa rồi là cái gì? Chóng mặt quá. Vô nghĩa. Hết máu rồi, có ai có máu không? Nhìn tướng con kia đi, nhìn thấy đúng bữa thôi. Rồi quay đầu lại đi, quay đầu lại. Cái pha ghi nó rất là khó bấm luôn nha. Rồi hồi chút xíu máu à. Bên này thì đi rồi hết rồi. Bây giờ chắc lên trên đó thôi. Tụi nó đứng như vậy thì không có chơi sau lưng nó được rồi. Trời. Cái gì? Phải. Đi lại từ đầu à. Thôi, demo trên đây được rồi. À, phá được cái đường này rồi nên game nó dễ hơn. Hiện tại vẫn chưa tìm được cái vũ khí nào mới cả. Lên đây thử lại cục này. Mới có 3 điểm thôi, còn lâu lắm. Tử cho mất máu một cái.
thử vô mất máu cái mình quay lại. Coi cái cục này nó hồi máu được không? Hồi được máu. Quái nó có ghép bào lại không? Có luôn cũng như không à. Thôi, game có quá. Ok, bản demo chơi nhiều đây được rồi. Chừng nào ra bản chính thức thì nghĩ là sao? Trước mắt thì vẫn còn nhiều điều để hoàn thiện lắm. Như cái animation này, tóc của nhân vật nó xuyên qua cái áo mà, thấy không? Đó. Tốt nhất tóc là cứ để sau lưng thôi. Sau đó thêm mấy hộp tội ba chạm vô cái lưng là được. Thêm nữa cái animation đổi vũ khí nè. Vũ khí nào cũng đưa lên vai đổi cho nó. Còn cái súng này thì chả biết có tác dụng gì ngoài bắn viên đạn để phá mấy cái chỗ đỏ này không. Tưởng đâu là nó có cái gì hay ho hơn. Hóa ra chỉ có nhiều đó à. Còn lại thì lâu lâu nó auto target mục tiêu á, bị khựng rất là khó chịu luôn. Với lại nút escape chưa có vô được cái setting đó nè. Phải anh tap ra mới vô được setting. Đồ họa thì nói chung tối ưu là cũng ổn rồi đó. Con máy mà cùi bắp của tôi mà vẫn chạy được ở mức 2 này là ổn rồi. Còn với lại cái pha tiên đi đi cái đoạn kết liễu nó rung lắc dữ dằn luôn. Ủa cái này nãy đâu có chọn mà phá mục tiêu đâu mà nó tự phá liên tục ta. Đây nữa nè. Rồi game chơi đến đây thôi. Bây giờ tôi sẽ GA cho anh em, giúp mà quay cho anh em. Giveaway này là con game của tôi nha, là con game Logitech cấp. Thì vài bữa nữa thì tôi sẽ giveaway con game mới. Anh em cứ lên VOZ thỉnh thoảng đây, chắc từng đó. Đây là cái link giveaway. Nào, hiện tại đã đóng rồi, giờ tôi sẽ quay cho kết quả luôn. Thì đơn giản lắm, anh em cứ mà vô cái form này, điền vô cái form này xong, đó, chép vô đây cái xong rồi điền cái nick VOZ để nhận xong, không có làm cái gì thêm hết nha. Đơn giản một bước trong vòng 3 giây thôi. Đỡ một công kéo dài. Đây là danh sách 15 người tham gia. Ok. Will làm. Thôi, vẫn thể lệ như cũ nha. Vẫn sẽ là quay 5 lần. Mở notepad thì cho anh em dễ nhìn hơn. Vẫn là thể lệ như cũ là quay 5 lần. Nói thì sẽ làm lại ví dụ một lần nữa. Ví dụ có 3 người nha. Tôi ghi cái điều kiện đây luôn cho anh em dễ nhìn. Đây. Quay 5 lần. Ăn lần thứ 5. 4 lần đầu là để tăng cơ hội. Anh em nào chưa rõ thì coi lại cái video cũ tôi có giải thích. Bây giờ giải thích lại lần nữa luôn. Đây. 4 lần đầu là tăng cơ hội. Ví dụ như này có 3 ở đây nè ha. Tôi sẽ quay lần đầu. Quay lần đầu nó dính vô số 1 và số 3 này. Đó. Thì ở cái lần quay đầu tiên dính vô số 3 thì tôi sẽ thêm số 3 một lần nữa. Vô cái này. Tức là sau lần quay đầu tiên thì số 3 bây giờ đã có 50% cơ hội thắng. Thì quay thêm lần nữa là lượt quay thứ hai nè. Sếp sai đang chơi game thôi nè, nên chắc vô coi thử. Đấy, lại vô một số 3 nữa nè. Thì tức là bây giờ số 3 sẽ thêm lần nữa. Đó. Thì nói chung là sau quay 5 lần, 4 lần đầu là mỗi lần quay chúng sẽ tăng thêm một cơ hội. Lần quay thứ 5 ăn hết. Nhưng mà 15 nít lần, 15 người tham gia lận nên tôi sẽ trao hai phần thưởng thứ 5 và thứ 6. Đây, rồi, chúng ta vô cái lượt quay đầu tiên, nhanh gọn. Vagia có dấu chấm nữa nha. Ok, ở lượt quay đầu tiên thì chúng ta có Vagia chấm. Đây. Bây giờ Vagia sẽ thêm số 1 vô. Tức là tỷ lệ Vagia lên được thêm chút xíu nữa đó. Mắt lấp ạ.
Rồi, 1996. Đây. Số 2. Đó, bây giờ thì MacLub có hai cái lót nè. Một lót đây với một lót đây. Vagia thì cũng có hai lót luôn, lót xanh lá này với lót này. Bây giờ bắt đầu lần quay thứ ba nha. Còn vô số gì đó. Anh em xổ số thì bữa nay có kèo lên đó. 999. Pháo bông nghỉ vỗ tay rồi kìa. Còn quay tư. Đó xin nợ không? Đó. Vô đường thành chủ thất lần rồi đó. Tôi ăn kia giờ tôi cũng lấy luôn. Không có chia cho ai hết. Rồi, bây giờ là lần quay thứ năm, lần quay ăn luôn nha. Đó, ăn là thứ năm nào. Ngồi chốt kèo, bây giờ random lên đó. Nếu như tôi thắng thì nó là do cơ cấu cả rồi. Đấy, đấy nè, đấy nè. Rồi, chúc mừng anh em MacLub. Tìm ra người thắng cuộc đầu tiên rồi. Thì tôi sẽ mua anh em MacLub này luôn. MacLub này nữa. Rồi, anh em MacLub này 1996 thắng cuộc nha. Xóa đi. Tôi sẽ tặng hai cây, tặng thêm cây của tôi nữa. Tặng thêm một kỳ thứ sáu của tôi luôn, rồi quay tiếp lần thứ sáu thôi, ai vô cái kỳ này cũng ăn đó. Đó anh em Vagia vô kìa. Ok, đúng là tăng tỷ lệ lên là anh em phải trúng liền không, nãy giờ trúng vô hai người chứ tăng tỷ lệ hết rồi đó. Chúc mừng anh em Vagia, Vagia Ozawa. Rồi thì tí nữa tôi gửi kỳ luôn cho hai đồng chí này. Không biết trên VOZ hay là trên Game VN nữa. Rồi ok, bye bye anh em. Mai mốt thì tôi sẽ gọi hai game khác. Còn nếu như dev không có gửi key khác đó, thì đem con game tôi ra gà tiếp. Lần game này nè. Lần game này, Lucas thích cấp con game của tôi. Nếu như không có game nào khác thì cứ đem tôi ra gà. Cho anh em chơi thoải mái luôn. Giá game 69.000 Việt Nam đồng. Rồi ok, bye bye anh em.